Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách giúp những cây hoa lan này mau được hồi sinh để chúng ta nhân giống được nhiều cây nhỏ hơn. Nếu các bạn không biết cách xử lý thì phần thối của ngọn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cây và về lâu dài sẽ gây ra thối nhũng toàn cây hoa lan. Chúng ta sẽ cắt bỏ những chiếc rễ bị hư thối. Mình sẽ cố gắng giữ lại chiếc lá này để hỗ trợ rất tốt để tiếp nhận dinh dưỡng carbon dioxide có trong không khí và hỗ trợ rất tốt để giúp cho những cây nhỏ được hồi sinh từ gốc cây. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Chúng ta sử dụng than củi có tác dụng rất tốt để giúp cho cây kháng khuẩn và bảo vệ cây khỏi các loại nấm rất hiệu quả. Sử dụng một thìa nhỏ pha với nửa lít nước. Và các bạn sẽ lọc lấy nước. Và mình sẽ cho bộ rễ vào đây, ngâm trong 30 phút. Sau 30 phút, các bạn lau cho thật khô. Và chúng ta dùng than củi cho vào vị trí này. Và những vết cắt của rễ. Và mình sẽ dùng những hạt đất sét. Hãy để cho phần gốc của cây nhô lên khỏi mặt chậu.
dùng những ly nhựa nhỏ. Các bạn đậy lại. Sau đó dùng kẹp cố định lại. Chúng ta không cần khoét lỗ trên đây, vì ở đây đã có những lỗ giúp trao đổi không khí rất tốt. Chúng ta ngưng tưới nước cho chất trồng và bộ rễ trong 1 tuần. Sau đó các bạn tưới nước vừa đủ ẩm. 2 ngày 1 lần các bạn phun sương lên lá để cho những cây nhỏ nhanh được hồi sinh. Sau 45 ngày, cây nhỏ đã bắt đầu được hồi sinh. Trong quá trình đặt chậu cây, các bạn nhớ đặt cố định tại một vị trí. Chúng ta hạn chế dịch chuyển. Những chiếc rễ này có thể bị khô và không phát triển thêm. Để tập trung dinh dưỡng phát triển cho những cây nhỏ này mau được hồi sinh, đây là điều hoàn toàn bình thường, nên các bạn yên tâm. Cây nhỏ đã phát triển rất tốt. Chiếc rễ nhỏ đang được hình thành. Đến giai đoạn này, các bạn vẫn phun sương lên lá 2 ngày 1 lần để giúp cho cây luôn duy trì độ ẩm. Đây là kết quả rất tuyệt vời để chúng ta dùng than, củi chăm sóc những cây hoa lan bị thối phần ngọn. Cây sẽ nhanh được hồi sinh thành những cây nhỏ. Các bạn hãy chờ cho những chiếc rễ này dài phát triển được khỏe mạnh hơn. Chúng ta sẽ tách ra và chuyển cây vào chậu mới để cây phát triển tốt hơn ở môi trường bên ngoài. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đậy lại và để ở nơi mát, thoáng gió, có ánh sáng. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.